Từ ngẩng đầu lên nhìn hộ ba lần, ba lần, từ muốn nói nhưng lại không dám nói. Hắn đang đọc chăm chú quá, đôi lông mày rậm của hắn trâu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút. Đôi mắt sáng quắc có vẻ lồi ra, cây trán rộng hơi nhăn, đôi lưỡng quyền, một, đứng sừng sững trên bờ hai cái hố sâu của má thì bóng nhảy. Cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy. Cái mặt hốc hác ấy, nghiêng nghiêng bên trên quyển sách, trông khắc khổ đến thành giữa tợn từ thấy sợ, từ yêu chồng bằng một thứ tình yêu rất gần với tình của một con chó đối với người nuôi. Từ bản tính rất dịu dàng, rất tận tâm, và lại hộ, đối với từ, còn là một ân nhân nữa. Hộ đã cúi xuống nỗi đau khổ của từ, hộ đã cúi xuống và đã đưa một bàn tay cầm lấy cái bàn tay mềm yếu của từ, giữa lúc từ đau đớn không bờ bến, từ bị tình nhân bỏ với một đứa con vừa mới đẻ. Gã tình nhân vô liêm sỉ, hai, ấy từ đã yêu hắn bằng cả tấm lòng yêu lúc ban đầu từ đã tin như người ta tin một vị thần từ đã hiến mình một cách dè dặt tâm hồn và xác thịt và khi biết mình sắp có một đứa con từ không hề hối hận một mảy may từ rất bằng lòng ấy thế mà hắn đã phụ từ phụ một cách hèn nhát và khốn nạn ngay chính vào lúc từ cần đến hắn để bảo tồn sự sống và danh dự lúc đứa con ra đời từ sửng sốt vô cùng từ không tin ở sự thật rành rành rồi khi sự sừng sốt qua thì từ khóc, từ khóc như mưa, khóc tưởng chẳng bao giờ còn lặng được. Từ khóc, và ôm con ngồi nhịn đói, bởi vì từ chẳng còn biết trông cậy vào ai, trừ bà mẹ già mù và quanh năm nay ốm, mai đau, mà từ vẫn phải nuôi. Bà mẹ già biết làm sao, bà chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt nào thì giỏ cả ra mà khóc với con. Và cả mẹ lẫn con chỉ có một cách là khóc cho đến khi nào bao nhiêu xương thịt đều chảy ra thành nước mắt hết để rồi cùng chết cả. Giữa lúc ấy thì hộ mở rộng đôi cánh tay, đón lấy từ. Hộ nuôi từ, nuôi mẹ già, con dạy cho từ. Hộ nhận làm bố cho đứa con thơ, vì muốn yên ủi từ và cứu lấy danh dự của từ, hộ đã chính thức nhận từ làm vợ. Rồi hộ đứng ra làm ma cho bà mẹ từ, khi bà cụ mất. Biết bao nhiêu là ân nghĩa, từ có yêu hộ đến đâu, có chịu khó đến đâu, có làm nô lệ cho hộ suốt đời từ nữa thì cũng chưa đủ để đền ơn bởi thế nên luôn mấy năm trời hộ thấy từ là một người vợ rất ngoan rất phục tùng rất tận tâm và đáng lẽ thì hộ phải sung sướng lắm nhưng hộ chỉ sung sướng được ít lâu thôi sau cái hành vi đẹp của hắn và cái hành vi ấy được trả công bằng một tình yêu rất êm đềm hắn chỉ còn nghĩ đến gia đình chỉ cốt làm sao nuôi được gia đình hộ vốn nghèo hắn là một nhà văn trước kia với cách viết thận trọng của hắn hắn chỉ kiếm được vừa đủ để một mình hắn sống một cách eo hẹp, có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình, đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp, đầu hắn mang một hoài bão lớn, ba, hắn khinh những lo lắng tùn mùn về vật chất, hắn chỉ lo vôn trồng cho cái tài của hắn ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy nghệ thuật là tất cả ngoài nghệ thuật không còn gì đáng quan tâm nữa hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng ra một thời thế rồi khi đã ghép đời từ vào cuộc đời của hắn hắn có cả một gia đình phải chăm lo hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền hắn hiểu những nỗi đau khổ của một kẻ đàn ông khi thấy vợ con mình đói rách những bận rộn tẹp nhẹp vô nghĩa lý nhưng không thể không nghĩ tới muốn một phần lớn thì giờ của hắn Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng, hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc, rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn thay cho hắn, bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn, hắn chính là một kẻ bất lương. Sự cầu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi nhưng sự cầu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chào ôi, hắn đã viết những gì? Toàn những cây vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương, thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có. Hắn nghĩ thế và buồn lắm, buồn lắm, còn gì buồn hơn chính mình lại chán mình, còn gì đau đớn hơn cho một kẻ vẫn khát khao là một cái gì nâng cao giá trị đời sống của mình, mà kết cục chẳng làm được cái gì, chỉ những lo cơm áo mà đủ mệt. Hắn để mặc vợ con khổ sở ư, hắn bỏ liều, hắn ruồng dậy chúng hắn hy sinh như người ta vẫn nói ư đã một vài lần hắn thấy ý nghĩ trên đây thoáng qua đầu và hắn nghĩ đến câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia phải biết ác biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ nhưng hắn lại nghĩ thêm rằng từ rất đáng yêu rất đáng thương hắn có thể hy sinh tình yêu thứ tình yêu vị kỷ đi nhưng hắn không thể bỏ lòng thương có lẽ hắn nhu nhược hèn nhát tầm thường nhưng hắn vẫn còn được là người hắn là người chứ không phải là một thứ quái vật bị sai khiến bởi lòng tự ái. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Và lại hèn biết bao là một thằng con trai không nuôi nổi vợ, con thì còn mong làm nên trò gì nữa. Hắn tự bảo, ta đành phí đi một vài năm để kiếm tiền. Khi từ đã có một số vốn con để làm ăn, sự sinh hoạt lúc này chẳng dễ dàng đâu từ khi đứa con này chưa kịp lớn lên, đứa con khác đã vội ra, mà đứa con nào cũng nhiều đẹn, nhiều xài, quấy rức, khóc mếu suốt ngày đêm và quanh năm uống thuốc. Từ săn sóc chúng đã đủ ốm người rồi, chẳng còn có thể làm thêm một việc khác nữa. Hộ điên người lên vì phải xoay tiền, hắn còn điên lên vì con khóc, nhà không lúc nào được yên tĩnh để cho hắn viết hay đọc sách. Hắn thấy mình khổ quá, bực bội quá, hắn trở nên cao có và gắt gỏng hắn gắt gỏng với con, với vợ, với bất cứ ai, với chính mình. Và nhược khi, không còn chịu nổi cái không khí bực tức ở trong nhà, hắn đang ngồi bỗng đứng phát lên, mắt chan chứa nước, mặt hầm hầm, vùng vằng đi ra phố, vừa đi vừa nuốt nghẹn. Hắn đi lang thang, không chủ đích gì, rồi khi gió mát ở bên ngoài đã làm cây chán nóng bừng nguội bớt đi và lòng chút nhẹ được ít nhiều ớt giận. Hắn tạt vào một tiệm giải khát nào mà uống một cốc bia hay cốc nước chanh hắn tìm một người bạn thân nào để nói chuyện văn chương, ngỏ ý kiến về một vài quyển sách mới ra, một vài tên ký mới trên các báo, phát họa một cái chương trình mà hắn biết ngay khi nói là chẳng bao giờ hắn có thể thực hành, rồi lặng lẽ nghĩ đến cái tác phẩm dự định từ mấy năm nay để mà chán ngán. hắn thử mặt ra như một kẻ phải đi đầy, một buổi chiều âm thầm kia, ngồi trong một làn khói nặng u buồn mà nhớ quê hương. hắn cũng nhớ nhung một cái gì rất xa xôi những mộng đẹp ngày xưa một con người rất đáng yêu đã chẳng là mình nữa hắn lắc đầu tự bảo thôi thế là hết ta đã hỏng ta đã hỏng đứt rồi và hắn nghĩ đến cái tên hắn đang mờ dần đằng sau những tên khác mới trồi ra rực rỡ hơn rồi hắn ra về thờ thẫn những sự bực tức đã chìm đi lòng hắn không còn sôi nổi nữa nhưng rũ buồn sao 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 ít lâu nay mỗi lần ra đi hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi hắn say mềm, thường thường hắn đã ngủ một nửa ngay từ khi còn ở dọc đường, và vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, tháo giày, đã đổ như một khúc gỗ xuống bất cứ cái giường nào, ngủ say như chết. Từ phải chờ khi con ngủ mê, gión rén lừa con, dậy lại tháo giày, cởi quần tây cho hắn, luồn một cây gối xuống gáy hắn, và cố nhấc chân, nhấc tay hắn, đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại. Nhưng cũng có đêm hắn chưa ngủ vội, hắn lảo đảo bước vào nhà, mắt gườm gườm, đôi môi mím chặt. Hắn đi thẳng lại trước mặt từ, hắn cúi xuống, quắc mắt nhìn từ, gõ gõ một ngón tay trò vào chán từ và dọa như người ta dọa trẻ con, ngày mai, mình có biết không? Chỉ ngày mai thôi, là tôi đuổi tất cả mấy mẹ con mình ra khỏi cái nhà này. Tôi đuổi tất, không chừa một đứa nào, kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất. Mấy đứa kia đều đáng vật một nhát cho chết cả, chúng nó chỉ biết ăn với hết, cả con mẹ nữa con mẹ là mình ấy, cũng đáng vật một nhát cho chết cả. Chúng nó chỉ biết ăn rồi ngồi ôm con như nhện ôm khư khư bọc trứng, không chịu làm thêm việc gì cho có tiền. Chỉ khổ thằng này thôi, hắn giết lên như vậy, rồi hắn mím chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu nhìn vào tận mắt từ. Từ chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lặng lặng cúi mặt nhìn xuống, như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi nghe người ta của phạt. Bởi vậy hắn chừng trộ một lúc rồi quay ra loạng trọng cởi quần, cởi áo, hắn vắt bừa bộn xuống giường. Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào một xó nhà. Có khi máy tay, hắn quăng cả những vật gì thấy trên bàn, rồi lại nhảy mắng từ về tội không biết thu dọn nhà cho gọn ghẽ. Hắn nói chán rồi đi ngủ, bấy giờ từ mới dám đứng lên, treo quần áo cho hắn lên mắt và thu dọn tất cả những thức hắn đã vứt lồng chồng ra đầy nhà. Lần đầu, từ sừng sốt, từ chẳng hiểu ra sao, từ đoán chồng nghe ai nói nên ghen bóng ghen gió chi đây từ khóc suốt đêm và dự định sẵn những câu để sáng hôm sau nói nhưng sáng hôm sau hắn không để cho từ phải nói hắn bẽn lẽn kêu mình đã qua chén hôm qua hỏi từ về những thủ đoạn vũ phu của mình rất buồn cười rồi xin lỗi từ hôn hít các con như một người cha tốt hắn tuyên bố từ giờ chừa rượu và giữ được khá lâu nhưng rồi lại uống và say như lần trước để làm những trò vừa buồn cười vừa đáng sợ như lần trước cứ thế mãi từ quen đi không giận nữa nhưng từ lờ mờ hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính từ đã gây ra cho chồng từ hiểu và từ buồn lắm buồn lắm lắm còn gì buồn cho bằng mình biết mình làm khổ cho người mà mình yêu nhưng từ biết làm sao được đã nhiều lần từ muốn ẵm con đi đã nhiều lần từ muốn bỏ liều con để đi làm từ muốn hy sinh nhưng lòng từ mềm yếu biết bao từ là vợ từ là mẹ từ sống với những tình cảm thông thường của đàn bà từ rất yêu chồng và thường nhận ra rằng chồng từ cũng yêu từ cũng muốn có từ những khi từ ốm đau chẳng hạn hộ lo sầm mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ đối với các con cũng vậy chỉ xa trong mấy ngày hộ đã nhớ và lúc về thấy các con chạy ra reo mừng và nắm lấy áo mình thường thường hộ cảm động đến ứa nước mắt hắn hôn hít chúng vồ vập lắm biết đâu hắn sẽ sung sướng khi không con không vợ từ nghĩ về hắn nghĩ thế nhưng từ cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn mới nghĩ đến sự xa hắn từ đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra được rồi từ đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn đáng yêu hơn từ nhịn mặc nhịn ăn để bớt những món tiêu từ thu xếp cửa nhà ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng nhất là từ hết sức ngăn những tiếng khóc tiếng nô đùa của lũ con từ sợ cả nói với chồng bởi vậy ba lần nhìn chồng để toan nói, từ thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá, không dám nói lại cúi mặt xuống nhìn đứa con đang nằm trong lòng từ. Cao hứng hộ bỗng ngoảnh mặt lên, hắn vừa gặp được một đoạn hay lắm nên ngừng đọc, ngẫm nghĩ và để cho cái khoái cảm ngân ra trong lòng. Đôi mắt hắn, tuy mới rời trang sách đã nhìn ngay lại phía từ. Hắn mỉm cười, từ cũng mỉm cười. Hắn bảo, này, từ ạ, à, nghĩ cho kỹ, đời tôi không đáng khổ mà hóa khổ chính tôi làm cái thân tôi khổ tôi mê văn quá nên mới khổ ấy thế mà tuy khổ thì khổ thật nhưng thử có người giàu bạc vạn nào thuận đổi lấy cái địa vị của tôi chưa chắc tôi đã đổi tôi cho rằng những khi được đọc một đoạn văn như đoạn này mà lại hiểu được tất cả cái hay thì dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng sướng lắm sao thiên hạ lại có người tài đến thế mình tính người ta tả cái cảnh một người nhớ quê hương chỉ mất có ba câu đúng ba câu. Mình có hiểu không, ba câu giản dị một cách không ngờ mà hay được đến như thế này. Hắn đọc lại đoạn văn, hắn định nghĩa để từ nghe, hắn giảng giải cho từ, tuy đi chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng cũng tin lời hắn lắm. Từ giữ mãi nụ cười hiền dịu trong khi nghe hắn nói, khi hắn ngừng nói đã được một lúc khá lâu. Từ mới làm như chợt nhớ ra, có lẽ hôm nay đã là mồng 2, mồng ba Tây rồi, mình nhỉ. À phải hôm nay mồng ba giá mình không hỏi tôi thì tôi quên tôi phải đi xuống phố từ nhắc khéo hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến hộ sầm mặt lại tiền nhà tiền giặt tiền thuốc tiền nước mắm còn chịu tắt tháng vừa rồi tiêu tốn quá mới mồng người đã hết tiền may mà còn có đất mua chịu được hắn nghĩ đến món tiền hắn đã tiêu phí mấy hôm đầu tháng mỗi lần hắn bực tức hay chán nản hắn lại đi uống rượu thành thử hết tiền sớm. Từ không hé môi phàn nàn nửa tiếng, nhưng cả tháng từ ăn và bắt các con ăn kham khổ, thường thường đói nữa. Quả tháng thì bỏ hẳn, có khi bữa tối cũng chịu nhịn cơm, ăn cháo. Hộ trông thấy thế, thương vợ, thương con quá, và ân hận vì mình đã tiêu quá trớn. Bởi vậy suốt từ mùng 10 đến hết tháng, hắn không ra khỏi nhà để chẳng phải tiêu thêm tí gì. Hắn vừa mặc quần áo, vừa nhắc thầm trong trí, nhất định hôm nay không đi đâu cả. Lấy tiền xong là về ngay, nhưng từ bảo, mình đi phố thì đi ăn nhé, còn có ít gạo chỉ đủ cho lũ trẻ, em trả đong thêm nữa, để mai trả tiền rồi lấy thêm luôn một thể. Em không để cơm mình đâu đấy, nhà chẳng còn gì ăn, khổ hơi cau mày, bởi vì hắn sợ bước vào tiệm ăn lắm, hắn có thể gặp ở đây một vài người bạn, và khi ấy thì, ôi thôi mặc kệ gia đình và những cái gì còn lại hắn sẽ uống rất khỏe nói toàn những chuyện vá trời lấp biển rồi đi la cả đến hết đêm mới về hắn nghĩ ngợi một chút rồi hắn bảo được tôi sẽ mua cái gì về để cả nhà cùng ăn đừng phiền nữa em cứ cho chúng nó ăn cơm trước rồi đi ngủ đừng ăn trước đợi tôi đem thức ăn về ăn một thể tôi về sớm cả tháng chúng nó đói khát khổ sở hôm nay có tiền cũng nên cho chúng nó một bữa ăn ra hồn vẽ chuyện hắn mỉm cười đáp lại hắn lại gần từ cúi xuống nắm lấy tay đứa bé và gọi nó mặt hắn và mặt từ ghé sát hắn cố ý khẽ chạm môi mình vào má từ một cái từ vờ rũ mấy cái bụi ở tay áo hắn vợ chồng nhìn nhau âu yếm hắn vuốt má từ một cái rồi ra đi ở tòa áo ra hội đi thẳng tới một hiệu thịt quay hắn định mua mấy hào thịt vài cái bánh tây gói đem về lòng hắn sáng bừng hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háu ăn và đói khát, gión thịt bằng tay và ăn những miếng bánh thật to, miệng phụng phịu và môi bóng nhờn những mỡ. Cái cảnh thô tục và cảm động, hắn sẽ cười thỏa thích, còn từ sẽ ngồi bên hắn mà nhìn chúng, đôi mắt sung sướng và thương hại loang loáng ướt. Đến trước cửa hiệu thịt quay, hộ dừng lại, hắn cẩn thận nhìn trước, nhìn sau, trước khi vào. Một người quen có thể đi qua và nếu họ bắt gặp hắn đang cố nhét một gói thịt vào túi áo. Không, không có gì đáng ngại, ngoài đường phố, nhưng trong hiểu, một thiếu nữ đẹp đang mặc cả. Hắn đành đợi vậy, trong khi đợi, hai tay chắp sau lưng, hắn làm ra vẻ đợi một người bạn vừa vào một nhà nào gần đấy. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình quay lại. Trung nhếch cười lặng lẽ và mão cười ầm ĩ, cùng đưa tay cho hắn bắt, mải ngắm nàng thơ nào mà ngây người ra thế hộ ấp ấm à các anh không theo gót sen nào đấy chứ cái ấy không quan hệ thi sĩ là người giữ được mình trẻ mãi và đến muôn năm cũng vẫn còn trinh bạch cũng may tôi lại cũng không là thi sĩ nốt nghĩa là chẳng theo nàng nào cả chẳng theo nàng nào cả thế thì đi theo hai thằng này hộ nhìn trung và mão một thoáng rồi mới hỏi làm chi chẳng làm chi cả thế thì đệ kiếu đệ phải về kẻo hết tàu điện trung cao mày nhìn hộ một cách kinh ngạc và khinh bỉ, sao lại có người điên đến thế? Về giữa lúc chiều thì đẹp mà phố thì vui thế này. Hộ trở nên đứng đắn, không đùa nữa. Thật ra thì tôi có việc phải về, thế thôi. Ờ, nói vậy còn dễ nghe. Thôi thế anh về nhé. Nhưng mà, này, anh đã biết gì chưa? Hộ đã toay đi, quay đầu lại nhìn chung. Đường về, sắp được dịch ra tiếng Anh đây nhé. Bản quyền, 4, tác giả 3.000 đồng hộ trợn mắt lên, người hắn bồi hồi, một lúc lâu hắn mới hỏi được chung, có đích không? Đích xác rồi, chính quyền đưa cái thư điều đình cho chúng tôi xem, hộ có vẻ hoài nghi, không mà lại. Tôi biết lắm, nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội, chúng mình làm cốc bia, hộ đã quên hẳn vợ con. Hắn chỉ còn háo hức muốn biết thêm về việc quyền, đường về, của quyền được dịch ra tiếng Anh. Hắn bám lấy mão và chung, ba người vào một tiệm giải khát ở bờ hồ và chỉ độ nửa giờ sau, Mão và Trung đã thấy hộ đỏ tai, rộng một cái vỏ chai bia xuống mặt bàn, cuốn, đường về, chỉ có giá trị địa phương thôi, các anh có hiểu không? Người ta dịch nó vì muốn biết phong tục của mọi nơi. Nó chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội, tôi cho là soang lắm, một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao mạnh mẽ vừa đau đớn lại vừa phấn khởi nó ca tụng lòng thương tình bác ái năm sự công bình nó làm cho người gần người hơn như thế mới thật là một tác phẩm hay các anh có hiểu không tôi chưa thất vọng đâu rồi các anh xem cả một đời tôi tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi nhưng quyển ấy sẽ ăn giải nobel sáu và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu trùng ngật gù cười vẫn cái cười lặng lẽ của y mão thì cười hô hố hộ không cười mặt căng lên vì hứng khởi hắn nói say sưa lắm và đến lúc đèn phố bật trung và mão muốn về hộ bảo luôn thong thả đã đi đâu mà vội chúng mình đi uống rượu tôi có tiền sao 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 sáng hôm sau hắn thức dậy trên cái giường nhà hắn hắn thấy mình mẩy đau như dần đầu nặng miệng khô và đắng cổ thì ráo và rát cháy hắn đưa tay với ấm nước ở trên bàn để uống ấm nước đầy và nước hãy còn ấm, đó là sự ý tứ của từ. Hộ hiểu thế, và lòng buồn nao nao, bởi hắn lờ mờ nhớ ra rằng, hình như đêm qua hắn say rượu, đi la cả chán rồi về, lại gây sự với từ, hình như hắn lại đánh cả từ, đuổi từ đi, rồi mới đóng cửa lại và đi ngủ. Hắn đột nhiên hoảng sợ, nhồm dậy, mắt nhớ nhác tìm từ. Nhưng không, từ vẫn còn nhà, chắc hẳn trong lúc quá say, hắn gài cửa nhưng chưa gài được, thành thử khi thấy hắn ngủ mệt rồi từ lại bế con vào bây giờ từ đang thiếp đi trên võng đứa con nhỏ nằm bên từ vốn dậy sớm quen sáng nay chắc từ mệt quá vừa mới lịp đi nên mới ngủ trưa như thế đầu từ ngoẹo về một bên một tay từ chặt ra ngoài mép võng xã xuống cái bàn tay hơi xòe ra lỏng lèo dáng nằm thật là khó nhọc và khổ não hắn bùi ngùi chao ôi trông từ nằm thật đáng thương hèn chi mà từ khổ cả một đời người cái tướng vất vả lộ ra cả đến trong giấc ngủ hộ nhớ ra rằng một đôi lúc nếu nhìn kỹ thì từ khó mặt lắm đột nhiên hộ này ra ý muốn lại gần từ nhìn kỹ xem mặt từ lúc bây giờ ra sao hắn gión rén đi chân không lại hắn ngồi xổm ngay xuống đất bên cạnh võng và cố thở cho thật khẽ hắn ngắm nghía mặt từ lâu lắm da mặt từ xanh nhợt môi nhợt nhạt mi mắt hơi tím tím và chung quanh mắt có quầng, đôi má đã hơi hóp lại khiến mặt hơi có cạnh. Hổ khẽ thở dài và lắc đầu ái ngại, hắn dịu dàng nắm lấy tay xạ xuống của từ, cái bàn tay lùng cùng giặt những xương, trên mờ u bàn tay, những đường gân xanh bóng ra, làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc. Cái cổ tay mỏng manh, tất cả lộ một cái gì mềm yếu, một cái gì ẻo lả, cần được hắn che chở và bênh vực. Một vẻ bạc mệnh một cái gì đau khổ và chật vật cần được hắn vỗ về an ủi thế mà hắn đã làm gì để cho đời từ đỡ khổ hơn hắn đã làm gì để cho từ khỏi khổ nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh và hắn khóc ôi chao hắn khóc hắn khóc nức nở khóc như thể không ra tiếng khóc hắn ôm chặt lấy cái bàn tay bé nhỏ của từ vào ngực mình mà khóc từ thức dậy từ hiểu ngay không cần hỏi một câu nào cũng hiểu và từ cảm động, mắt từ giàn ruộng nước, từ khẽ rút tay ra, vòng lên cổ chồng, nhẹ nhàng núi hắn vào, để hắn gục đầu lên cạnh ngực từ. Hắn lại càng khóc to hơn và cố nói qua tiếng khóc, anh, anh, chỉ là một thằng khốn nạn, không, anh chỉ là một người khổ sở, chính vì em mà anh khổ, từ bảo thế, tay từ níu mạnh hơn một chút, ngực từ thổn thức, từ trực ngả đầu sát vào vai hộ, nhưng đứa con, bị rằng khóc thét lên từ vội buông chồng ra để vỗ con tiếng vẫn còn ướt lệ từ dỗ nó à mở đây mở đây mà ôi chao con tôi nó giật mình mở thương hộ đã tránh chỗ để từ đưa võng từ vừa đưa vừa hát ai làm cho gió lên rời cho mưa xuống đất cho người biệt ly ai làm cho nam bắc phân kỳ cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa